chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Sau đây thì tôi xin trình bày cái bài báo cáo về chăm sóc toàn diện người bệnh siêu hấp tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Như chúng ta đã biết thì siêu hấp là tình trạng giảm cấp tính chức năng thông khí của bộ máy hô hấp hoặc và cái chức năng trao đổi khí của phổi. Tại các khoa hồi sức cấp cứu cho thấy thì có đến 60 đến 70% bệnh nhân phải vào điều trị tại khoa này, nguyên nhân là suy hô hấp và trong trường hợp nguy kịch thì cần phải được xử trí cấp cứu ngay lập tức và tại chỗ do cái việc thở máy hay là chỉ định dùng thuốc an thần và không thể cai được oxy. Và suy hô hấp xảy ra thì khi các mạch máu nhỏ bao quanh những túi phế nang không thể trao đổi khí, gặp phải các triệu chứng ngay lập tức do không có đủ oxy trong cơ thể. Và những bệnh nhân có can thiệp về thở máy, xâm nhập hay không xâm nhập thì cái việc chăm sóc đối với người bệnh là vô cùng hạn chế. Và điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc của nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng. Về nguyên nhân thì chúng ta có thể thấy là nguyên nhân có thể tại phổi, ngoài phổi và có 7 nhóm nguyên nhân chính. Ví dụ như ở hệ thống thần kinh trung ương thì có thể là do cái sử dụng thuốc quá liều, những cái thuốc như an thần gây ngủ gây mê, hay là những cái bệnh về não như là tai biến mạch máu não hay là chấn thương sọ não. Về hệ thống thần kinh cơ như là nhược cơ, bại liệt, teo cơ, chấn thương cột sống hoặc là rối loạn điện giải hay hạ kali máu. Về cái tắc nghẽn dẫn khí trao đổi khí, ví dụ có trong những bệnh như là COPD hay là cơn hen phế quản, bệnh lý mạch máu phổi có trong ví dụ như là tắc động mạch phổi. Về bệnh lý màng phổi thì thường có ở những bệnh nhân ví dụ như tràn dịch hay tràn khí màng phổi. Có 3 dạng suy hô hấp. Dạng thứ nhất thì khi PaO2 dưới 60 mg thủy ngân thì đây là dạng phân loại suy hô hấp do giảm oxy máu. Khi PaCO2 mà trên 50 mg thủy ngân thì đây là dạng suy hô hấp do tăng CO2 và có một dạng nữa là dạng hỗn hợp kèm theo tình trạng giảm PaO2 và tăng PaCO2. Chúng ta cũng phải phân loại được mức độ nặng hay là nguy kịch của suy hô hấp dựa vào những cái chỉ số ví dụ như là từ lời nói, ý thức hay là độ co kéo cơ hô hấp hay tần số thở và các dấu hiệu sinh tồn khác. Và theo dõi nhịp thở ở đây rất là quan trọng vì nhịp thở chậm có thể là sự cải thiện của trao đổi khí oxy máu nhưng cũng có thể là sự suy kiệt của cơ hô hấp. Biểu hiện của suy hô hấp được biểu hiện khi mà rối loạn thần kinh và ý thức thì là cái triệu chứng nặng của suy hô hấp. Chúng ta có thể nhận thấy bệnh nhân có những biểu hiện như là lo lắng, bồn chồn hay là kích thích tùy theo mức độ suy hô hấp. Và ở đây thì chúng ta sẽ để ý đến vấn đề da. Da thì có tím. Tím này xuất hiện ở đâu ạ? Trong giai đoạn sớm thì tím ở quanh môi, tím ở môi hoặc là tím ở đầu chi. Giai đoạn nặng hay giai đoạn muộn thì tím lan rộng hoặc là toàn thân, hoặc là không có tím hoặc tím xuất hiện muộn nếu ngộ độc khí CO. Và chúng ta cũng nhận biểu hiện ở những cái nhịp thở của bệnh nhân, ví dụ như thở nhanh hoặc là thở chậm. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là thở chậm thì có nguy cơ nguy hiểm hơn là thở nhanh khi mà thở chậm dưới 10 phút, hoặc là bệnh nhân có tăng công thở, nhìn thấy những cái co kéo cơ hô hấp phụ như là cơ ức đòn trũm hay là cơ gian sườn hay là cơ thang và chỉ số SpO2. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy biểu hiện ở mạch và huyết áp. Tiếp theo là tôi xin trình bày các vấn đề cần theo dõi và chăm sóc. Để mà ra được kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân thì đầu tiên chúng ta phải nhận định. Nhận định thì qua các hệ, ví dụ như hệ thần kinh như tôi đã trình bày ở phía trên. Đó là chúng ta phải nhận định xem bệnh nhân đang ở trạng thái nào. Có bồn chồn kích thích hay là ngủ gà hay là hôn mê, vì đó là những dấu hiệu quan trọng trong vấn đề nhận định người bệnh. Tiếp theo là nhận định đến hệ hô hấp, bao gồm những cái nhịp thở, kiểu thở hay là những cái sự co rút, rút lõm của họng ức hay là những cái cơ hô hấp phụ. Và chúng ta không thể không nhận định đến những hệ tuần hoàn về nhịp tim, huyết áp và các dấu hiệu sinh tồn ở cơ thể, nhiệt độ, màu sắc da, niêm mạc. Bên cạnh những dấu hiệu sống thì dinh dưỡng là một phần cũng khá quan trọng để chúng ta nhận định có thể đưa ra được cái kế hoạch chăm sóc phù hợp. Dinh dưỡng ở đây chúng ta nhận định về chế độ ăn của bệnh nhân, về cái khả năng ăn của bệnh nhân như thế nào, tình trạng tiêu hóa ra sao. Và những nguy cơ khác mà bệnh nhân có thể nhiễm phải khi mà trong quá trình điều trị và trong những
cái lần can thiệp, ví dụ như thở máy hay thở xâm nhập hay không xâm nhập, thì có những nguy cơ như loét tì đè, nhiễm trùng hay là viêm phổi bệnh viện. Bên cạnh đó thì cái yếu tố xã hội như là dân tộc, tôn giáo là một cái yếu tố không thể thiếu để chúng ta có thể khai thác được cái tâm lý cũng như là tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân trước khi ra viện, kèm theo là các bệnh đồng mắc. Về cái nguyên tắc xử trí hô hấp thì ở đây thì có 5 cái nguyên tắc. Nguyên tắc là đảm bảo hô hấp, tăng cung cấp oxy, giảm tiêu thụ oxy, điều trị nguyên nhân và dự phòng biến chứng. Để đưa ra được một kế hoạch chăm sóc cụ thể, đầu tiên chúng ta phải có một kế hoạch. Kế hoạch thì dựa vào những cái nhu cầu và những cái triệu chứng mà chúng ta khai thác được trên bệnh nhân. Ví dụ như về hô hấp, về dinh dưỡng, về các chăm sóc nhu cầu và các nguy cơ. Và đặc biệt là bên cạnh đó chúng ta phải có phục hồi chức năng cho bệnh nhân trước khi xuất viện trở về nhà. Để thực hiện chăm sóc thì việc đầu tiên đó là phải đảm bảo hô hấp. Đảm bảo hô hấp thì có rất nhiều những cái biện pháp khác nhau, ví dụ như từ tư thế hay là liệu pháp oxy. Với những cái bệnh nhân mà có hội chứng suy hấp cấp tiến triển thì chúng ta có thể thực hiện những cái kỹ thuật như là khai thông đường thở. Trong khai thông đường thở thì chúng ta có thể để bệnh nhân ở tư thế cổ ưỡn, nạt can win mayo để chống tụt lưỡi, hay là hút đờm dãi, hút rửa phế quản. Và sau khi nhận định tình trạng suy hô hấp thì các bác sĩ sẽ có chỉ định đặt nội khí quản cho người bệnh hay không. Thì với chỉ định đặt nội khí quản thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái phương tiện dụng cụ để hỗ trợ đặt nội khí quản. Và chỉ định đặt nội khí quản trong những trường hợp như tắc nghẽn đường hô hấp trên, mất phản xạ bảo vệ đường thở hay là khả năng khạc đờm giảm nhiều hoặc mất, thiếu oxy máu nặng không đáp ứng. Về giảm nhu cầu oxy như là một trong những cái nguyên tắc mà phải xử trí nguyên nhân suy hô hấp, thì cái giảm oxy ở đây đó là gì ạ? Chúng ta phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi và giảm lo lắng cho người bệnh, không làm những hoạt động gắng sức. Sau khi cái đường hô hấp của bệnh nhân đã được đảm bảo và các chỉ số trong giới hạn an toàn thì chúng ta phải chuyển sang đánh giá phần dinh dưỡng. Dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong những bệnh nhân mà có suy hô hấp hay là những bệnh khác. Tại vì dinh dưỡng nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái khả năng đáp ứng thuốc của người bệnh. Đầu tiên phải đánh giá cái khả năng ăn uống qua những cái khai thác về cái chế độ ăn của bệnh nhân. Bệnh nhân có chán ăn hay không, chán ăn vì lý do gì, ăn qua sông hay là ăn qua đường miệng, và bệnh nhân có những yếu tố nào mà bệnh nhân không thể ăn được, có thể nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên đánh giá tình trạng qua đường tiêu hóa, như là bệnh nhân có nôn hay buồn nôn, hay là có tiêu chảy, hay là có táo bón. Đặc biệt ở đây khi mà bệnh nhân vào khoa hô hấp chúng tôi thì đều được đánh giá bệnh nhân cái tình trạng dinh dưỡng dựa vào cân nặng và chỉ số BMI, vào cái độ giảm cân trong 6 tháng và có tăng cân hay giảm cân trong 6 tháng hay 3 tháng gần đây hay không. Đây cũng là một cái điều mà rất quan trọng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc nhu cầu cơ bản là một cái vấn đề không thể thiếu khi mà người bệnh vào viện nằm điều trị, cũng như là cái nhu cầu cơ bản của con người được chăm sóc về vệ sinh thân thể. Ở đây cái nhu cầu mà chúng ta có thể thấy rằng để mà có một cơ thể sạch sẽ là một điều mà đem tới sự hài lòng cho người bệnh, cũng như là cái sự đóng góp cho cái hiệu quả của quá trình điều trị. Vệ sinh cá nhân ở đây được hiểu ạ, đó là bệnh nhân sẽ được tắm, gội và bệnh nhân được hỗ trợ về vệ sinh đại tiểu tiện, hay là với bệnh nhân có khó khăn về vệ sinh phải đóng bỉm thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp làm sạch những cái vùng sinh dục cho bệnh nhân, hoặc là vệ sinh răng miệng vào buổi sáng. Tuy nhiên là cái việc phân cấp chăm sóc này thì cũng tùy thuộc vào bệnh nhân là chăm sóc cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3 để có những chế độ phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải phòng tránh các nguy cơ biến chứng như tôi đã trình bày ở trên ạ. Cái nguy cơ biến chứng ở đây là gì? Nguy cơ biến chứng có thể là nguy cơ ngã, có thể là nguy cơ loét tì đè, có thể là nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Nguy cơ đánh giá ngã thì chúng tôi có những cái thang điểm đánh giá ngã, như là thang điểm 1, khi bệnh nhân vào viện 100% bệnh nhân được đánh giá ngã và được biểu hiện bằng cái vòng đeo tay định dạng người bệnh. Về đánh giá ngã loét tì đè thì chúng tôi cũng có những cái thang điểm để đánh giá. Và với những bệnh nhân có loét thì có những cái biện pháp, ví dụ như thay đổi tư thế hoặc là đánh giá ở những cái vùng mà có nguy cơ loét, như là vùng cùng cụt, gót chân hay bả vai hay khuỷu. Đây là cái thang điểm 1 mà đánh giá cái nguy cơ ngã. Và bên cạnh, như các bạn có thể thấy, đó là cái bảng đánh giá nguy cơ ngã cũng như là cái hướng dẫn can thiệp với những bệnh nhân mà có nguy cơ ngã. Bệnh nhân có cần hỗ trợ hay không, có bệnh đồng mắc hay không, đi lại có cần sự hỗ trợ hay không. Tất cả đây là những cái yếu tố để đánh giá cái thang điểm nguy cơ ngã và đưa ra được cái điểm thích hợp. Từ 25 điểm trở lên là bệnh nhân có nguy cơ ngã.
Và cái nguyên tắc mà phòng chống các nguy cơ nhiễm khuẩn thì đến chủ yếu là từ các thủ thuật can thiệp trên người bệnh. Ví dụ như điều dưỡng chúng ta thì có những thủ thuật như là tiêm truyền hay là thay băng hay là những cái can thiệp khác, xâm lấn khác mà có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Gây nguy hiểm ở đây đó là cái nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn bệnh viện. Do vậy mà cái việc sát khuẩn tay trước khi làm các thủ thuật can thiệp là điều hết sức cần thiết. Bên cạnh đó thì cái việc mà đảm bảo cái môi trường sạch sẽ cũng là một điều không thể thiếu trong cái chăm sóc toàn diện. Và để cho bệnh nhân có một cái cơ thể khỏe mạnh, có thể tự vận động, tập phục hồi chức năng trong cái quá trình điều trị, thì những cái bài tập hô hấp hiệu quả đã được kỹ thuật viên ở khoa chúng tôi đã tiến hành trên người bệnh. Ví dụ như những bài tập như thở trúng môi giúp lưu thông không khí trong phổi, hay kỹ thuật thở hành là cái kỹ thuật mà lưu thông không khí trong phổi, và kỹ thuật thở ra mạnh hay kỹ thuật ho có kiểm soát giúp đẩy đờm ra ngoài rất là tốt. Bên cạnh đó thì còn có những bài tập tăng sức bền và sức mạnh cho cơ hay chi trên hay chi dưới. Và những bài tập này thì áp dụng cho những bệnh nhân khi đã qua được những cái giai đoạn nguy hiểm của bệnh và có thể phục hồi chức năng để tập quen dần với cái cuộc sống mới. Sau tất cả những cái việc chúng ta làm trên bệnh nhân thì cái việc quan trọng cuối cùng đó là chúng ta phải có những ghi chép. Tất cả những cái can thiệp nhận định thì đều phải có những cái bằng chứng ghi chép trong hồ sơ của điều dưỡng. Và ở đây tại trung tâm hô hấp thì đã có những cái hồ sơ điều dưỡng ghi chép tất cả những cái yếu tố cũng như cái kế hoạch chăm sóc của chúng tôi khi bệnh nhân bước chân vào bệnh viện. Và cái ghi chép này phải đảm bảo là thường xuyên liên tục, phải có nhận định và báo cáo hàng ngày. Tức là khi mà bệnh nhân có một diễn biến thì chúng ta cũng phải ghi cái diễn biến đó vào phiếu theo dõi chăm sóc và những cái xử trí cũng như là những cái yêu cầu, như là những cái đánh giá kết quả mà chúng tôi có thể thực hiện được trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Sau đây thì tôi xin giới thiệu một số những hình ảnh chăm sóc toàn diện tại trung tâm chúng tôi. Các bạn có thể nhìn thấy đây là hình ảnh mà hai điều dưỡng tuy rằng không phải là thợ cắt tóc nhưng mà cũng đã tạo cho bệnh nhân một cái diện mạo rất là mới sau khi nằm viện. Và đây là hình ảnh là điều dưỡng của chúng tôi đang thay quần áo cho bệnh nhân. Đây là bệnh nhân này là thở máy không xâm nhập. Và đây là cũng là cái hình ảnh mà bệnh nhân được thay bỉm đấy ạ. Bệnh nhân sau khi được thay bỉm xong được mặc lại quần áo và đây là đang trong tư thế là thay lại quần áo cho bệnh nhân. Và các bạn có thể thấy cái hình bên tay trái tôi là trường hợp điều dưỡng của chúng tôi đang vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân buổi sáng ạ. Và cái hình ảnh ở bên tay phải đó là điều dưỡng đã chia sẻ những cái hoa quả mà có trong cái bữa ăn của điều dưỡng với cả người nhà bệnh nhân với cả bệnh nhân ạ. Để bệnh nhân cảm nhận được cái tình cảm của điều dưỡng đối với mình. Như tôi đã nói ở trên, đây là những cái bài tập mà có thể giảm triệu chứng khó thở, cải thiện cuộc sống và những cái tư thế vỗ rung dẫn lưu tư thế áp dụng cho bệnh nhân sau khi đã qua giai đoạn nguy hiểm. Đây là những cái bài tập mà tôi đã nói ở trên, ví dụ như là kỹ thuật thở hoành hay là kỹ thuật thở trúng môi. Tóm lại thì chăm sóc người bệnh suy hô hấp thì cần phải dựa trên những triệu chứng cũng như là những cái bệnh học, bệnh lý mà chúng ta nắm được trên người bệnh và đưa ra được những kế hoạch cụ thể. Để thực hiện được kế hoạch cụ thể thì chúng ta phải có những cái kế hoạch chi tiết phù hợp với từng bệnh nhân, với từng hoàn cảnh, từng giai đoạn. Và cái vai trò của điều dưỡng thì vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết trong cái kết quả điều trị của bác sĩ cũng như là sự hồi phục của bệnh nhân trong cái quá trình nằm viện. Và đặc biệt là khi bệnh nhân ra viện thì có được những cái khối kiến thức nhất định để có thể hiểu biết được về bệnh của mình cũng như là cách chăm sóc tự bản thân mình. Trên đây là bài báo cáo của tôi xin trân trọng cảm ơn. Đây là hình ảnh mà tập thể điều dưỡng của Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai trong cái cuộc thi hướng tới cái hình ảnh điều dưỡng thân thiện tận tâm chu đáo với người bệnh. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn.